Xin chào quý vị, trở lại chương trình Trực Chuyện TV. Thì nói đến cái cộng đồng Việt Nam ở Nam California, hay còn nói cụ thể hơn là ở vùng lý đô Sài Gòn, người ta thường hay dùng những cái từ như là cộng đồng chống cộng, hay là cộng đồng tị nạn cộng sản chẳng hạn, hay là ngay cả cộng đồng cờ vàng. Thì thời gian mấy ngày vừa rồi đó, thì có những cái sự kiện mà đã thấy rằng có những sự đấu đá lẫn nhau, thậm chí là người ta chỉ trích hay là chụp mũ lẫn nhau về vấn đề cộng sản, hoặc là đem cái hình ảnh, đem cái gọi là bóng ma cộng sản ra để mà dọa nhau. Thì cụ thể một cái bản tin chúng tôi đã đưa ở trên cái trang gọi là Trực Điện TV để mà tường thuật cho các bạn thấy rằng và nói cho các bạn biết là cái việc của một cái người gọi là nhân sĩ ở trong cái cộng đồng có tên là luật sư Nguyễn Quốc Lân. Thì cái người này trong một cái chương trình trả lời phỏng vấn ở trên phố bên Sa TV đã đưa ra một cái thông tin nói rằng là những người mà HO đó, trong cái chương trình mà ra đi có trật tự của HO đó, thì ở tại Hoa Kỳ, thì trong những cái thành phần đó có những cái người mà do cộng sản trà trộn, hay là những người làm giả các cái hồ sơ, lấy những cái hồ sơ của những người HO đã chết ở trong Việt Nam để mà đi sang và thay đổi các cái tư cách của mình để mà có mặt ở tại Hoa Kỳ. Và ý ông ta muốn nói rằng là những cái người trong cái lực lượng HO cũng có cộng sản. Và cái bản tin này sau khi mà cái sự trả lời phỏng vấn ở trên phố Mosa TV như vậy, thì ông Nguyễn Quốc Lân, cái người này cũng đã hiện giờ đang là một một thành viên gọi là dân cử ở trong cái hội đồng học khu của một cái thành phố trong cái vùng lý đô Sài Gòn, đó là thành phố Garden Grove. Và sau khi có bản tin đó rồi, thì những người mà gọi là trong cái lực lượng HO đó và những người gọi là chống cộng thì người ta rất là bực bội. Cụ thể như là ông Phan Kỳ Nhân, chúng tôi cũng đã trích dẫn cái phần phát biểu của ông Phan Kỳ Nhân trong cái clip trước, là ông Phan Kỳ Nhân phản đối và yêu cầu ông luật sư Nguyễn Quốc Lân, là một người cũng là gọi là con cháu của Việt Nam Cộng Hòa, những cái người gọi là lúc nào cũng hô hào chống cộng, thì bây giờ cần phải đưa ra các bằng chứng, đưa ra các cái danh sách rằng lực lượng HO là ai, đó là những người nào, danh sách phải có đàng hoàng. Chứ còn bây giờ mà hô một cách rất là chung chung như vậy đó, làm cho cả một cái cộng đồng HO, cả một cái cộng đồng cờ vàng, cả những cái cụ gọi là quân dân kháng chính của Việt Nam Cộng Hòa, những người mà người ta đã ra đi từ cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, hoặc là sau này cũng vì vướng lại ở trong nước phải đi học tập cải tạo, bởi vì đi tù cộng sản gì đó, rồi bị phân biệt đối xử, bị đủ thứ chuyện hết, và bây giờ họ có những cái ác cảm với chính quyền của Việt Nam mà lại đã bị thiệt thòi, đã bị như vậy và ra bên đây còn bị chụp là cộng sản nữa, cho nên người ta cảm thấy rất là khó chịu và người ta không thể chấp nhận và cho rằng bị xúc phạm. Và chính vì cái điều đó đó, ông Phan Kỳ Nhân đại diện cho cái gọi là ủy ban coi như là chống cộng sản và tài sản. Và trong cái ủy ban này có nhiều các thành phần lắm, gồm có những cái quân nhân, những cái cụ quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong đó người ta thấy có khá nhiều những người đại diện của nhiều binh chủng khác nhau, từ bên không quân, trên hải quân, trong đủ thứ chuyện hết, ngay cả bên cảnh sát nữa. Rồi những cái người này là những chú, những bác, những người rất là lớn tuổi rồi, nhưng mà bây giờ người ta vẫn sinh hoạt và vẫn thường ra tham gia các cái cộng đồng. Và trước những cái người như là ông Nguyễn Quốc Lân khi mà nói những cái điều đó đó, thì người ta cho rằng những ông Lân thì cũng khoảng chừng 60 tuổi thôi, 60 tuổi hay là ít hơn, thì nói rằng cái lứa tuổi là đứa tuổi trẻ, trong khi các cụ cũng đã 80 rồi và thuộc loại là cha chú hết rồi, nhưng mà nói là cái lớp trẻ mà nói như vậy tức nghĩa là xúc phạm, cho nên người ta đã yêu cầu phải có cái sự trả lời. Mà không có sự trả lời thì thậm chí còn đưa ra những cái ý kiến rằng có thể sẽ biểu tình, sẽ có những cái hành vi, có những cái biện pháp nặng hơn. Thì ngày hôm qua đó, chúng tôi thấy rằng ở trên một cái chương trình của một cái kênh YouTube gọi là Văn Bá Nhân Bản Lạc Việt, thì trong đây có nói rằng cái phiên họp đặc biệt của quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa về những cái lời tuyên bố của Nguyễn Quốc Lân. Nói chung là bây giờ người ta không dùng cái từ luật sư Nguyễn Quốc Lân luôn, người ta dùng cái từ Nguyễn Quốc Lân thôi. Và trong đây thì chúng ta thấy có ông Phan Kỳ Nhân và rất là nhiều những cái người đại diện gọi là quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và trong cái nội dung này đó, vì cái vấn đề và bản quyền cho nên chúng ta không có trích,
không có muốn cho các bạn có thể đi vào trong đó để mà xem. Thì những người trong cái khuyên họp này họ nói rất là gay gắt, có thể nói rằng họ chỉ trích mỗi cái mũi dùi đều vào hướng của ông Nguyễn Quốc Lân, cho rằng những cái phát biểu như vậy là làm hoang mang và đã xúc phạm không chỉ là cái lực lượng HO không, mà xúc phạm luôn cả quân lực Việt Nam Cộng Hòa và xúc phạm hết tất cả các thành phần, gọi là những thành phần đi từ ở bên miền Nam Việt Nam ra, những cái thành phần gọi là trong cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Và người ta đã đưa ra các phương án rằng là sau cái cuộc họp đó thì thống nhất ông Phan Kỳ Nhân kết luận rằng là cần phải có những cái lời kêu gọi và để mà có một cái cuộc biểu tình, và những cái cuộc biểu tình nhắm thẳng vào cái văn phòng làm việc của ông Nguyễn Quốc Lân hay là cái nơi làm việc của ông ta là trong cái học khu của Garden Grove. Thì cái sự mà biểu tình ở tại Hoa Kỳ thì chúng ta đã biết rồi, nó cũng rất là thường xuyên trong mấy chục năm vừa rồi, có biết bao nhiêu là cuộc biểu tình. Có những cuộc biểu tình chỉ có vài ba người, nhưng mà có những cuộc biểu tình cũng lên cái hàng trăm người, thậm chí là hàng ngàn người. Có những cuộc biểu tình nó chỉ kéo dài có một buổi thôi, có một tiếng đồng hồ, có những cuộc biểu tình nó kéo dài đến năm này qua tháng khác luôn. Nó rất là dữ dội. Và cái khu vực này chính vì cái sự mà hoạt động nó quá dữ dội như vậy, cho nên là nhiều người mà làm việc trong cái lĩnh vực và báo chí đó, có khi họ dùng những cái từ ngữ cũng rất là nặng nề, họ đánh giá về cái vùng này, họ nói rằng cái nơi gọi là chốn gió tanh mưa máu, những cái từ ngữ đó tôi không bao giờ thích cả, tôi không bao giờ muốn sử dụng cả, nhưng mà muốn phản ánh để mà chúng ta biết là có những cái nhìn nó rất là khác nhau về cái khu vực mà gọi là Lý Đô Sài Gòn này. Còn nói về cái sự chụp mũ đó thì trong 47 năm qua ở trong cái cộng đồng chống cộng ở hải ngoại, không chụp mũ ngày nào mà không chụp mũ nhau đó, ngày nào mà không xỉa xói với nhau, ngày nào mà không tranh cãi với nhau, thì không phải là cái vùng Lý Đô Sài Gòn. Nói người ta nói nhiều về vấn đề mà gọi là đoàn kết, là hòa hợp với nhau, là tránh bất hòa đồ các thứ, nhưng mà lúc nào cũng có tranh cãi với nhau. Và cái sự tranh cãi nó lên cao nhất là trong những cái lần mà có người Việt Nam ra ứng cử, có người Việt Nam ra tranh cử, có người Việt Nam ra để mà tranh cùng một vị trí, và bắt đầu đã có một cái sự phân chia. Thì người Việt Nam ra ứng cử thì dĩ nhiên rồi, có nhóm này ủng hộ cho người này, nhóm kia ủng hộ cho người kia, rồi người ta nhân danh rất là nhiều cái cách khác nhau để mà bảo vệ cho con gà của mình. Đó là chưa nói với cái đảng phái nữa. Đảng phái thì ông này theo cái đảng, nói về đảng của Việt Nam nha, hay nhóm chống cộng của Việt Nam cũng vậy, thì cái ông này thì nhóm này cũng ghét nhóm kia cũng không thò hòa thuận với nhóm nọ. Rồi nói về đảng phái của Hoa Kỳ nữa, Hoa Kỳ thí dụ như ông này thì theo đảng Dân Chủ, ông kia theo đảng Cộng Hòa, ông này ủng hộ ông Trump, ông kia ủng hộ ông Biden, và người ta đã cua răng với nhau và người ta chỉ trích với nhau rất là dữ dội. Và chính vì vậy đó, những cái lần mà bầu cử là thường hay nổi lên những cái sự kiện gọi là chụp mũ lẫn nhau hay là chỉ trích lẫn nhau, lại tạo ra những cái sự bùng nhùng, tạo ra khói lửa rất là nhiều, tạo ra những cái sự mà nhập nhằng với nhau và tạo ra nhiều cái sự nhầm lẫn để mà đối phương, để mà những cái người cử tri, để mà cộng đồng, để mà dư luận á, người ta có thể là không biết đâu mà rờ luôn. Cho nên là đây là cái điều rất là khó. Chỉ là những người nào mà nằm trong cái cộng đồng khá lâu và quen thuộc, cũng như là từng trăn trở, từng nghe được cái hơi thở của cái cộng đồng mới hiểu được họ đang làm cái gì và họ đang muốn cái gì. Và có những cái lúc mà người ta chụp mũ nhau rất là dữ dội, thậm chí là mình nghĩ là có thể là tiêu diệt lẫn nhau, có thể là coi như là một mất một còn luôn. Nhưng mà sau đó, sau cái đợt bầu cử rồi, nó lắng lắng lại, cái sau đó là quề luôn, sau đó là im luôn, là bắt đầu đẩy vô trong góc luôn. Tức nghĩa là cái gì, người ta nói rằng chống cộng hay là chụp mũ cộng sản với nhau nhằm để mục đích gì? Mục đích không phải là làm rõ vấn đề, tìm ở chân lý, mà mục đích phục vụ bầu cử. Đó mới là cái điều mà người ta thấy khó khác lạ. Khác lạ rằng ủa, chống cộng để bầu cử, để kiếm phiếu, hay là chống cộng để mà muốn muốn thay đổi thể chế ở Việt Nam, hay là muốn gọi là chống cộng thiệt? Chính vì những cái điều này đó, nhiều cái góc nhìn khác nhau họ cho rằng đó là chống cộng cùi, chống cộng không có thiệt. Và nơi mà bán những cái nón cối hay là những cái đôi dép râu nhiều nhất đó,
không phải là trong Việt Nam mà là cộng đồng chống cộng. Cộng đồng tị nạn cộng sản là cái nơi mà họ chụp nó có nhiều nhất. Họ chụp luôn tất cả mọi thứ. Tức nghĩa là cái người đó mà mình cảm thấy là không thích, thậm chí họ nói luôn làm lợi cho cộng sản hay là đây là Việt Cộng, thậm chí là Việt Cộng nằm vùng Việt Giang gì đó, đủ thứ chuyện họ chụp tá lả. Bây giờ tôi nói anh như vậy đó, anh không không đúng thì anh chứng minh đi. Anh chứng minh anh không phải là Việt Giang đi. Nói chung người ta có thể chỉ trích ở trong Việt Nam rằng là một là ở Việt Nam thì nhiều khi buộc người ta phải có tội rồi mới mới yêu cầu chứng minh là không có tội. Thật ra họ nói cái đó sai. Việt Nam cũng không có cho phép những cái người mà bị truy tố đó là xác định họ có tội. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng phải coi người ta không tội. Còn cái nghĩa vụ chứng minh, nhiệm vụ chứng minh người đó có tội hay không là của viện kiểm sát, của bên công an, của tòa án. Còn cá nhân của một cái con người không bao giờ người ta chứng minh người ta có tội cả. Họ chỉ có quyền chứng minh họ không tội chứ họ không có cái nghĩa vụ phải chứng minh họ có tội. Cho nên nhiều khi người ta chứng minh như vậy. Còn đối với ở hải ngoại có nhiều người họ cứ chụp đại. Họ chụp đại ở thằng đó là mày là Việt Giang, mày là chính là bản thân chúng tôi cách đây coi như là không lâu cũng đã nhiều người họ chụp thẳng. Trên mạng họ viết thẳng luôn, nói này là chắc là cộng sản nằm dùng họ làm lung tung dân học. Nhưng mà thôi thì ở Mỹ nó cũng có luật lệ của nó và mình có được quyền để mà sử dụng các cái công cụ pháp lý. Mình cũng có rất là nhiều các công cụ để mà bảo vệ, các bạn cứ yên chí, không có vấn đề gì mà phải lo. Thì đối với ở đây đó thì người ta chụp mũ với nhau, họ lấy cái đó làm để mà muốn chứng minh rằng mình mới là cái người không phải như vậy. Ví dụ chụp mũ người khác không phải là cộng sản mà muốn chứng minh mình là cờ vàng. Chụp thẳng cho thằng đó nó là làm là coi như là cộng sản hay là Việt Giang hay là cái vấn đề mà bưng bô gì đó đã lộ như vậy thì để chứng minh mình mới là cái người yêu nước, mình cái người yêu cờ vàng đủ thứ chuyện, thậm chí họ quấn cờ vàng họ làm đủ thứ chuyện. Nhưng mà cuối cùng rồi đó thì tất cả đều bị chụp mũ, bởi vì anh chụp mũ người ta phải chụp mũ lại. Anh chứng minh người ta là Việt Giang, người ta cũng chứng minh anh là cũng về Việt Giang. Là anh chứng minh người ta làm lợi cộng sản, người ta cũng chứng minh anh ngược lại là làm lợi cộng sản. Cuối cùng ai cũng bị chụp mũ, thậm chí ngay cả ông Phan Kỳ Nhân, cái người mà gọi là chủ tịch gì đó ủy ban liên ủy ban chống cộng sản mà tay sai gì đó, gọi là cái người mà rất là cờ vàng đi, nói không cái cộng sản nào là không hợp tác, không này không kia, 3040 đủ thứ chuyện hết, rồi lằn ranh quốc cộng gì đủ thứ chuyện. Nhưng mà chính ông Phan Kỳ Nhân cũng bị chụp là cái người có coi như là có cái gì đó với cộng sản, đúng chuyện đó. Và trong cộng đồng thì từ chủ tịch cho đến phó chủ tịch, gọi là những cái hội đoàn đó cũng bị chụp nữa, chụp rất là nhiều. Nói chung là cái việc mà chụp mũ nhau cộng sản nó trở thành một cái đặc sản rồi, đặc sản trong cái cộng đồng chống cộng. Và bây giờ muốn nói rằng nó có sao hết không, không bao giờ hết. Nó đây không phải là cái bệnh, nếu mà cái bệnh thì có thể trị hết, mà đây là cái khuyết tật. Đây là cái khuyết tật thì suốt đời mang theo không bao giờ hết được. Bởi vì sao? Người ta ám ảnh cộng sản quá nặng. Khi mà nhắc tới cái chữ cộng sản thôi thì nhiều người cứ cuốn lên. Thật ra thì ngay như cái lứa mà chúng tôi đó mà những cái bạn bè của mình thì đến nay cũng đã coi như là có người cũng đã 60 rồi, và có trong những cái người đó thì cũng đã có người có cháu nội cháu ngoại rồi, nhưng mà trong mắt của các cụ thì cũng vẫn là những cái đứa trẻ thôi. Và những cái người mà như cái lứa chúng tôi thì đã sống trong Việt Nam sau năm 1975, trong cái thời kỳ mà dĩ nhiên là mình ở trong Việt Nam và trong cái thành phần mà của quân nhân quân lực của Việt Nam Cộng Hòa, hay là ít nhiều gia đình nào cũng có dính dấp đó cái vấn đề của chính quyền cũ, cho nên đã chứng kiến rất là nhiều. Ví dụ những cái sự phân biệt đối xử, những cái việc mà khắc nghiệt, những cái sự khó khăn, là rất là nhiều các cái chính sách. Dĩ nhiên là sau này chính quyền mới người ta cũng thừa nhận rằng có những cái sự sai lầm. Cụ thể như là cái văn kiện đại hội đảng lần thứ 6 cũng thừa nhận rất là rõ rằng là Tả Khuynh là di ý chí, là những cái phương pháp, những cái biện pháp làm họ có những cái sự sai trái và phải đổi mới tư duy, là phải sáng tạo, là phải mở cửa ra. Thì chúng ta nhìn nhận một cái xã hội khi mà nó phát triển đó, nó còn một cái hướng đi lên và chúng ta nhìn về cái tương lai. Còn về trong quá khứ đó thì rõ ràng trong cái thời điểm đó những cái người mà đã sống ở trong Việt Nam dĩ nhiên người ta vẫn còn mãi những cái ký ức như vậy. Mà những cái ký ức đối với các cụ là những ký ức không có vui,
bởi vì nó gắn liền với nhà tù, gắn liền tới cải tạo, gắn liền tới cải tạo đánh tư sản, gắn liền tới việc vượt biên rồi vượt biển, rồi ngay cả vấn đề sau này có cuộc sống khó khăn ở Hoa Kỳ, họ phải lăn lộn với cuộc sống mới, rồi phải bỏ đi những cái công nghề mà mình yêu thích, bỏ đi cái địa vị của mình, và giờ phải xuống đi làm công, làm thuê, làm mướn, làm đủ thứ chuyện. Dĩ nhiên là trong một cái trăn trở của một cái cuộc đời, nó có nhiều cái trắc trở để cho người ta, cái lòng trắc ẩn đó, nó làm cho người ta phải phải làm có những cái tâm tính nó rất là khác. Chúng ta phải hiểu được cái điều đó, thì điều này là chúng tôi rất là thông cảm, bởi vì mình cũng sinh ra và lớn lên và trong cái môi trường như vậy, cho nên mình rất là hiểu. Và nếu mà có một sự đả phá đó, có một sự mà xem thường, có một cái sự mà coi như là mình cứ phủ định sạch trơn như vậy, chúng tôi không có thích khi nào mà nhiều bạn ở trong Việt Nam á, nhưng mà những cái bạn mà xưng rằng là cờ đỏ, nhưng mà nói về cái cộng đồng ở hải ngoại, bắt đầu nói là cộng đồng nào là tộc que, hay là ngay cả dùng cái từ là bọn ba que, hay là bọn mỹ ngụy, hay là dùng những cái từ như là tộc neo rồi cái gì đó đại loại như vậy, hoặc là cái bọn ăn bám, bọn bám vái, hoặc là bọn sống trên vỉa hè tư bản, thì những cái từ đó là những từ miệt thị, những cái từ như vậy là không thể chấp nhận được. Và ngược lại thì chúng tôi cũng không có đồng ý là những người mà chống cộng cực đoan chẳng hạn, mà họ nhìn vào những người trong Việt Nam nói là cái đám này là đám hồ tặc, hồ kiều, hồ gì, họ dùng những cái từ mất rất dễ, rất là khó chịu, và họ dùng những cái người trong đó như là bò đỏ hay gì, họ chúng tôi nghe rất là nhiều. Nhưng mà đối với những người mà cực đoan hay là những cái thái độ như vậy thì mình phải tách ra, bởi vì bây giờ đã đến lúc chúng ta phải bình tĩnh để mà nhìn lại theo cái hướng đó. Bây giờ có thể người ta nói là không phải là hòa hợp và giải, người ta nói là không hòa hợp, không hòa giải, không nói không cái này, nó không kia, mà là không nói không cũng không được, bởi vì người Việt Nam với nhau có những cái sự khác biệt, và những cái sự khác biệt mà nó mang cái chất mà nó căng thẳng quá để mà đẩy ra xa với nhau thì nên dẹp, và cái nên cái làm ngay trong cái cộng đồng này nữa, tức là cộng đồng Việt Nam ở tại hải ngoại, người ta cùng là những người ở tù với nhau, cùng là HO với nhau, cùng là những người nằm trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa với nhau, mà người ta vẫn không hợp được, người ta vẫn có những cái tiếng nói rất là khác nhau, và người ta cãi nhau liên tục luôn, trong 47 năm qua cãi không bao giờ dừng hết, và chưa bao giờ có một sự thống nhất, tổ chức nào địa phương nào cũng hai ba hội đoàn, ba bốn hội đoàn, mà những cái này mà nói là giao lại cho hậu duệ thì hậu duệ nào mà làm được, giao lại cho những cái đứa trẻ nào làm được hết trơn. Và khi mà có một cái sự phân chia lẫn lẫn nhau rồi cãi cọ lẫn nhau, thì người ta nói rằng có cái bàn tay long lá của cộng sản, có nói cái trái một chút á, thì nói rằng có lẽ là làm lợi cho cộng sản, có khi là việc việc gian, hoặc là mình phản ánh những cái tình hình gì đó nó đúng theo cái pháp luật của Việt Nam, hay là những cái tình hình đang diễn tiến hiện giờ, mặc dù là có bất lợi cho người này người kia đi nữa, thì mình nói thật thôi, nhưng mà nhiều người cũng nói không được, không nên, rõ ràng những cái chuyện đó không nên nói, phải nói cái gì bất lợi cho cộng sản mới được nói, hoặc là cái chuyện đó là mình thí dụ như là không cần thiết phải nói, tại sao mình phải nói làm gì, thí dụ như vậy. Cho nên là chúng tôi nghe rất là nhiều và thấy rằng đó, qua cái lời tuyên bố của ông Nguyễn Quốc Lân thì chắc có lẽ là tới đây sẽ có những cuộc biểu tình, và những cái cuộc biểu tình lớn hay nhỏ thì chưa biết, và những cái cuộc biểu tình có diễn ra và nó có kéo dài hay không thì chúng ta cũng chưa biết, và họ biểu tình ở đâu thì nói thẳng ra trong cái cuộc họp đó của trên một cái chương trình như vậy thì cứ nói rằng là sẽ biểu tình ở nơi làm việc của ông Nguyễn Quốc Lân, nhưng mà chúng ta cũng chưa biết, bởi vì người ta nói là nói chứ còn chừng nào thực hành, chừng nào nó diễn ra chúng ta mới biết. Nhưng mà đây nếu nói rằng cái tin nóng nhất của cộng đồng hay không thì đúng đúng đây là cái tin nóng nhất, và cái tin này nó nằm trong cái thời điểm gì, thời điểm của giữa tháng 10, và tháng 10 thì tới đây là cái tuần lễ đầu tiên của tháng 11 đó, thì ở Mỹ có một cuộc bỏ phiếu gọi là bỏ phiếu chung cuộc, bỏ phiếu gọi là giữa nhiệm kỳ, và có rất là nhiều các cái vị trí phải ra ứng cử, và đến ngày hôm nay thì các cái cơ quan mà bỏ phiếu ở tại Hoa Kỳ người ta cũng đã phát những cái lá phiếu đó cho những cái người dân rồi, cho những người cử tri rồi, và chính bản thân của chúng tôi thì cũng đã nhận được một cái lá phiếu bầu, nói chung là đây là cái lá phiếu bầu, chúng ta thấy rất là rõ cái lá phiếu bầu,
Và mình có thể gửi bằng email hay là bằng bằng cái mail như thế này đến. Cho nên là trong cái thời điểm như thế này mà có những cái sự tác động, những cái sự chỉ trích lẫn nhau, những cái sự mà họ làm cho cái đối phương đó, hay là họ ủng hộ nhóm này nhóm kia đó, thì nó có ảnh hưởng rất là lớn đó, cái phiếu bầu. Chúng ta cũng muốn nói tới đó thôi, không muốn nói đi sâu, và sẽ tiếp tục theo dõi cái sự việc này để mà đưa những cái thông tin đến quý vị. Bởi vì quý có nhiều vị hỏi rằng là cộng đồng Việt Nam ở tại hải ngoại như thế nào, ngay tại mà Minh Giang sinh sống thì ra làm sao, Minh Quang Giang không dám nói những cái chuyện về cộng đồng hay sao, hay là không biết những cái tin tức về cộng đồng để mà nói. Thì thật ra chúng tôi cũng không biết nhiều về cái sinh hoạt chính trị của cộng đồng. Nhưng mà mình thấy tới đâu thì mình nói tới đó, và chỉ nói một chút như vậy thôi. Rất là cảm ơn quý vị, xin kính chào.